Trung Hoa Hồng xin kính chào tất cả các bạn, nhất là 10.922 bạn đã đăng ký kênh Trung Hoa Hồng từ ngày 31 tháng 5, ngày thành lập kênh, cho tới ngày 24 tháng 12 năm 2019, ngày kênh Trung Hoa Hồng bị hacker chiếm mất quyền kiểm soát. Kênh Trung Hoa Hồng bị mất này có nội dung chủ yếu chuyên sâu về kỹ năng trồng và chăm sóc hoa hồng, nhất là hoa hồng được trồng ở trong chậu. Hôm nay, ngày 02 tháng 4 năm 2020, đúng 20:30, Trung Hoa Hồng sẽ có buổi livestream trực tuyến trên kênh Trung Hoa Hồng cũ. Kênh này mới được khôi phục cách đây một ngày và đang trong quá trình hoàn thiện. Trung Hồng sẽ kể lại cho các bạn nghe toàn bộ nội dung câu chuyện Trung Hồng mất kênh và hành trình khôi phục kênh suốt gần 100 ngày qua. Trong buổi livestream chào mừng này, ngoài chủ đề về hoa hồng, Trung Hồng còn đề cập tới nhiều thông tin nóng về đại dịch COVID-19. Đặc biệt là Trung Hồng sẽ đăng tải tất cả những ảnh chụp, những video của ảnh hoa hồng đẹp nhất trong 3 tháng qua. Khoảng thời gian mà gần 11.000 bạn đã đăng ký kênh mất liên lạc với Trung Hoa Hồng. Trung Hoa Hồng rất vui mừng được tiếp đón các bạn vào 20:30 tối nay trên kênh Trung Hoa Hồng. Đây là buổi phát sóng đầu tiên sau 94 ngày bị mất kênh. Rất cảm ơn các bạn và kính mời các bạn dành thời gian tham dự vào 20:30 tối nay. Xin kính chào các bạn.